Chuyên mục Ký sự dừa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở chuyên mục trước, trong Ký sự dừa kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các sản phẩm thân thiện với môi trường được làm từ vỏ dừa và tiềm năng phát triển thị trường của các sản phẩm này. Sản phẩm có ý nghĩa không nhỏ trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị ngành dừa và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nhiều năm trước đây, vỏ dừa được xem là một trong những phế phẩm của ngành công nghiệp chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Mặc dù từ trước năm 1975, người dân xứ dừa đã biết đập chập vỏ dừa bằng phương pháp thủ công để lấy chỉ xơ dừa xe lại làm dây thừng phục vụ các tàu thuyền làm dây neo. Nhưng số lượng ít do nhu cầu sử dụng không nhiều nên sản phẩm này không có ý nghĩa lớn trong việc thương mại hóa nguyên liệu vỏ dừa. Vì vậy, vỏ dừa chủ yếu dùng để làm chất độn để nông dân lập vườn và dùng làm vật tủ gốc cho cây trồng hoặc làm chất đốt. Mãi đến khoảng đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, với mong muốn tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu từ trái dừa để sản xuất công nghiệp nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trồng dừa, nên công ty chuyên doanh dừa, tiền thân của công ty Petrimex ngày nay, đã tìm tòi, nghiên cứu và quyết định nhập khẩu thiết bị sản xuất chỉ xơ dừa từ Ấn Độ về Bến Tre để bắt đầu hành trình sản xuất và xuất khẩu chỉ xơ dừa. Thế nhưng thiết bị này hoạt động không hiệu quả do nguyên liệu vỏ dừa của Bến Tre không giống với vỏ dừa của nước bạn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm không chịu lùi bước trước sự phát triển của khoa học công nghệ, nên từ nguyên lý hoạt động của thiết bị sản xuất chỉ xơ dừa từ Ấn Độ, các kỹ sư cơ khí và thợ cơ khí của tỉnh Bến Tre thời bấy giờ đã chế tạo được hệ thống máy tước chỉ xơ dừa và chính thức đưa vào vận hành hồi đầu năm 1990. Từ đó, nghề làm chỉ xơ dừa trên địa bàn tỉnh bắt đầu phát triển. Theo thời gian, cùng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng sản phẩm chỉ xơ dừa, các nhà sản xuất máy tước chỉ xơ dừa đã có nhiều cải tiến phù hợp với nhu cầu phát triển. Vì vậy mà hiện nay, máy tước chỉ xơ dừa tước chỉ sạch hơn, năng suất cao hơn và hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động hơn so với trước đây. Đó cũng là động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất chỉ thảm xơ dừa của Bến Tre ngày càng phát triển. So với 5 năm trước đây, chỉ thảm xơ dừa hiện nay có bước tiến khá dài về năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu như trước đây, việc sản xuất chỉ thảm xơ dừa chủ yếu bằng phương pháp thủ công, thì hiện nay gần như cơ khí hóa sợi chỉ xơ dừa với máy tước chỉ xơ dừa, máy xe chỉ xơ dừa nhiều trục, máy làm băng dừa, máy dệt thảm, lưới xơ dừa. Trước khi làm cái này thì có làm cho những cái máy mà xe chỉ tay cho bà con. Từ đó thì mới thấy cái năng suất lợi nhuận, rồi mới coi cộng cái đam mê rồi mới tính, từ đó nó mới đi từ từ mình nghiên cứu rồi thích rồi mới chế. Thì hiệu quả thì nó là mình đây mình chế máy là 80, thì nó là thì trong quá trình mà chế tạo thì tính một trục sẽ bằng một công nhân, thì 80 là sẽ là bằng 8 công nhân, thì năng suất nó sẽ là gấp 8 lần so với một người công nhân làm. Hiện nay ngoài những thiết bị tự chế tạo từ thực tiễn sản xuất, Bến Tre còn có nhiều thiết bị sản xuất chỉ thảm xơ dừa cải tiến hơn, quy mô lớn hơn và có tính cơ giới hơn. Việc nâng cao chất lượng thiết bị sản xuất chỉ xơ dừa không chỉ giúp ngành dừa Bến Tre có tên tuổi trên thị trường các nước sử dụng chỉ xơ dừa, mà còn đưa tên tuổi của các doanh nghiệp Bến Tre ra nước ngoài nhờ xuất khẩu máy móc sản xuất mặt hàng này. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị sản xuất cải tiến, các doanh nghiệp nơi thủ phủ dừa Bến Tre đã sản xuất được khá nhiều mặt hàng làm từ chỉ xơ dừa như thảm xơ dừa, lưới xơ dừa, băng dừa và các sản phẩm định hình từ chỉ xơ dừa. Trong đó, số ít được tiêu thụ tại thị trường trong nước, còn phần lớn là phục vụ thị trường xuất khẩu. Sản phẩm chỉ lưới xơ dừa của Bến Tre hiện đang có mặt ở các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Riêng chỉ xơ dừa thô, phần lớn được xuất sang thị trường Trung Quốc. Phần lớn các sản phẩm này được các nước nhập khẩu sử dụng làm vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường
như trải thảm lót lối đi thay cho việc thảm nhựa hay lót đan như ở các nước đang phát triển, hoặc làm thảm lót các công trình xây dựng thay cho việc lót bạt. Vì thảm hoặc lưới sơ dừa có thể tự tiêu hủy trở thành chất hữu cơ trong đất, nên rất được các nước nhập khẩu chuộng sử dụng. Trước nhu cầu ngày càng lớn của thị trường xuất khẩu, tận dụng thế mạnh về nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, những năm gần đây, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thảm, lưới sơ dừa có sự đầu tư mạnh mẽ về thiết bị sản xuất và phát triển các vệ tinh sản xuất tại các tổ nhóm hộ gia đình, nhằm sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi ở nông thôn để phục vụ hoạt động xuất khẩu sản phẩm từ chỉ sơ dừa. Mặc dù những năm gần đây, các mặt hàng được làm từ chỉ sơ dừa của Bến Tre có phần yếu thế trên thị trường quốc tế vì khó cạnh tranh về chất lượng và mẫu mã so với các sản phẩm của các nước như Ấn Độ hay Sri Lanka. Do mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng và chất lượng không sánh bằng, vì sợ chỉ sơ dừa của Bến Tre to hơn nhưng lại mau mục hơn. Bởi các nước có xuất khẩu sản phẩm làm từ chỉ sơ dừa, người ta thu hoạch dừa 2 tháng một lần. Còn ở Bến Tre, do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của loài cây trồng này, nên dừa được thu hoạch mỗi tháng, thậm chí là 20 ngày thu hoạch một lần. Nên sợi chỉ sơ dừa được lấy từ vỏ dừa không bền chắc như các nước có chu kỳ thu hoạch dừa dài hơn. Nhưng không vì nguyên nhân này mà các doanh nghiệp trên địa bàn chùn chân trước sức ép cạnh tranh của các nước. Với sự nỗ lực trong khó khăn để đưa thảm chỉ lưới sơ dừa vươn xa trên thị trường thế giới, năm 2017, các sản phẩm làm từ chỉ sơ dừa của tỉnh sẽ có mặt tại thị trường Mỹ và Dubai với số lượng lớn. Có những cái đất nước mà hồi nào giờ người ta chưa biết, mà dường như là đi tiên phong ở trong cái nghề, những cái sản phẩm mà tôi làm ra là khoảng mười mấy năm nay là Hàn Quốc. Rồi cái người Hàn Quốc đó, họ mới mua về, họ mới đi đầu tư ở những cái nước khác, làm mấy cái công trình. Nhưng mà bây giờ thì các nước đó nó biết rồi, nó đã vô Việt Nam. Thì chẳng hạn như Mỹ, Dubai, Canada. Các sản phẩm làm từ chỉ sơ dừa được sử dụng trong các công trình xây dựng, làm phụ liệu để sản xuất giày dép và làm vật trang trí. Nhưng thế mạnh của mặt hàng này thân thiện với môi trường nên nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Tính từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã xuất gần 45.000 tấn chỉ sơ dừa và các sản phẩm làm từ chỉ sơ dừa, thu về gần 11 triệu USD. Tiềm năng xuất khẩu khá lớn. Vì vậy, hiện nay các doanh nghiệp nơi thủ phủ dừa Bến Tre có kế hoạch nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng thị trường. Nhu cầu của khách hàng thì lúc nào nó cũng nhu cầu thì nó tăng là tức là nói về mặt là chất lượng rồi mẫu mã rồi cũng như là thậm chí nó cũng yêu cầu tăng về số lượng nữa. Cái quan trọng nhất là đơn vị mình có thể mình cố gắng để mình theo kịp với cái đòi hỏi của thị trường hay không. Nếu mà mình có đủ cái nhân sự cũng như có đủ cái năng lực để mình đáp ứng cái yêu cầu thị trường thì thực sự ra sản phẩm nó vẫn là có nhu cầu trên thị trường và nó xu hướng nó vẫn là tăng, tại vì những sản phẩm thân thiện với môi trường và những nguyên liệu tự nhiên thì là lúc nào nó cũng có giá trị, nó cũng vẫn tồn tại. Thì chúng tôi thì có một cái quan niệm là cải tổ lại toàn bộ cái khâu sản xuất, tức là có lẽ là mình phải nhập cái máy ở bên nước ngoài rồi. Cái thứ hai nữa thì cái nhân công, cái trực công phải đào tạo lại, tại vì đa số ở nông thôn thì cái công lao động của người ta là họ làm theo cái nông nghiệp quen rồi. Thì mình ở đây thì dầu sao hay nữa thì cũng là sản xuất công nghiệp, mặc dù nó không có tiên tiến lắm. Nhưng mà anh em đi tới đây, đa số những người họ mới tham gia vô thì họ làm ở dưới cái tác phong là tác phong nông nghiệp. Nhưng mà thành thử chính vì cái chỗ tác phong nông nghiệp đó mà làm chậm, năng suất không có, giá thành đội. Thành thử sau này là dứt khoát là phải là cải tạo lại hết. Với tâm huyết tạo ra việc làm cho lao động nông thôn và phát triển ngành hàng chỉ sơ dừa, trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương, doanh nghiệp Bến Tre đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất để cải tiến và nâng cao năng suất sản phẩm. Doanh nghiệp tư nhân Hưng Long là một trong những đơn vị như thế.
với công suất sản xuất khoảng 20 đến 30 tấn sản phẩm mỗi ngày. Hiện nay doanh nghiệp đã xây dựng được 32 dãy tinh và đầu tư máy sản xuất chỉ sơ dừa cho các dãy tinh tại huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và một số dãy tinh ở tỉnh Trà Vinh. Các dãy tinh hoạt động quanh năm nhằm đảm bảo đủ lượng hàng phục vụ nhu cầu xuất khẩu thường xuyên sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Hiện nay, doanh nghiệp đang phát triển thêm dãy tinh và thiết kế mẫu mới để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu tăng khoảng 1,5 lần trong năm 2017. Không chỉ có doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước đầu tư sản xuất chỉ sơ dừa và các sản phẩm từ chỉ sơ dừa, mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài như doanh nghiệp Cocovina hay doanh nghiệp Covina Hàn Quốc cũng không ngừng đầu tư, cải tiến thiết bị công nghệ và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất để tăng sản lượng xuất khẩu mặt hàng này. Hiện nay, phần lớn sản lượng chỉ sơ dừa xuất khẩu của tỉnh cho các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện. Mặc dù giá trị của các mặt hàng được làm từ chỉ sơ dừa không lớn như các sản phẩm làm từ cơm dừa hay nước dừa, nhưng với sản lượng xuất khẩu hàng chục ngàn tấn mỗi năm, đã góp phần không nhỏ vào việc đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu với khối lượng lớn của tỉnh và góp phần vào sự hoàn thiện chuỗi giá trị ngành dừa. Hoạt động sản xuất chỉ sơ dừa còn tạo ra một sản phẩm khá đặc biệt, đó là chất bã từ vỏ dừa mà người dân Bến Tre thường gọi là mụn dừa. Nếu như trước đây, mụn dừa được xem là phế phẩm, thậm chí có một thời gian dài, các cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa không có chỗ để thải mụn dừa nên đổ xuống dòng sông Thơm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thì hiện nay, mụn dừa là một trong những sản phẩm hút hàng của ngành dừa. Mụn dừa chủ yếu được sử dụng để làm phân hữu cơ và làm giá thể trong sản xuất nông nghiệp. Vài năm trước, khi thị trường nội địa chưa trọng dụng, mụn dừa được đóng kiện, ép lóc hoặc đóng thành viên để xuất khẩu. Nhưng những năm gần đây, nhu cầu sử dụng mụn dừa tại thị trường nội địa phát triển mạnh, nên hoạt động xuất khẩu mụn dừa chững lại bởi tiêu thụ mụn dừa tại chỗ đỡ tốn công hơn mà giá bán lại cao hơn xuất khẩu. Vì vậy, hiện nay, chỉ có một lượng nhỏ mụn dừa được ép lóc hoặc qua xử lý để xuất sang thị trường Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản, phục vụ nhu cầu làm giá thể trong sản xuất nông nghiệp. Với tính năng thân thiện với môi trường, các mặt hàng từ chỉ sơ dừa và mụn dừa hiện đang được thị trường ngày càng trọng dụng. Đối với sự phát triển lâu dài từ cây dừa, các sản phẩm này được xem là một trong những mắt xích quan trọng để hoàn thiện và nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa. Vì vậy, thời gian qua, nghề sản xuất chỉ sơ dừa và các sản phẩm từ chỉ sơ dừa đã giúp khoảng 7.000 lao động thường xuyên có việc làm và đã hình thành làng nghề An Thạnh, Khánh Thành Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tập trung trên dưới 1.000 lao động phục vụ hoạt động sản xuất chỉ sơ dừa. Tranh thủ từ nhiều nguồn vốn hợp tác phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre đã kết nối hỗ trợ nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất đối với mặt hàng này, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con khu vực nông thôn. Với mục tiêu này, thời gian qua, nhiều nông dân tận dụng thời gian nhàn rỗi tham gia sản xuất các mặt hàng từ chỉ sơ dừa, có thêm thu nhập từ 50 đến 300 ngàn đồng một ngày, tùy vào mùa vụ và thời gian tham gia sản xuất. Không chỉ có vỏ dừa mà những bộ phận khác của cây dừa như gáo dừa, nang dừa, cùi bông dừa trước đây tưởng chừng như bỏ đi hoặc chỉ có thể sử dụng để làm chất đốt cũng có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị kinh tế và văn hóa đặc trưng của quê hương xứ dừa. Đó là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa và cũng là nội dung mà chuyên mục Ký sự dừa kỳ tới sẽ chuyển đến quý vị và các bạn vào lúc 18 giờ 15 phút ngày thứ tư 28 tháng 12 năm 2016. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.